chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chị em hôm nay chúng ta cũng có gặp gỡ nhau và tôi có giới thiệu các cha cho anh chị em. Nhưng mà trong thánh lễ này chắc là có một số anh chị em chưa biết, có một cha mới, không có cha mới thì cha đang có. Tôi xin giới thiệu lại là cha như là này, có thể nói là cha Trang, cha Rufo, rồi tới cha Hậu, rồi tới ngài là những là thế hệ thứ hai, thứ nhất gì đó. Nhưng mà càng anh mà ngày giàu, hiện thời hiện tại cũng đã cái này khác như là về hưu, nhưng mà ngài vẫn còn giúp dạy giáo sư dạy giáo sư tiếng Mỹ dạy người này người kia. Lát có thể lễ chia sẻ hôm nay cho họ là trong đó là cái thông điệp này, cái tôi muốn này là một tôi muốn cô đọc cao nhất về tư tưởng thần học kinh thánh nói về mẹ trong 20 thế kỷ. Trong đó có câu đó là ngài nói rằng là đức thiên chúa đã quan phòng cho chúng ta trong đời sống tin có người mẹ. Cái câu rất thách thức là vì thực sự chúng ta tin vào Chúa, tin vào cái gì đó thì Chúa bao gồm gì để chúng ta như vậy chúng ta tin thôi, nhưng mà quá cao, quá có thể nói là quá hơi khô khan. Nhưng mà người mẹ thì nó có cái gì đậm thắm, nhẹ nhàng, vui tươi trên cuộc sống chúng ta, là trong đức tin nó có niềm vui. Nói cái niềm vui tươi là người mẹ người ta cung cấp cho chúng ta, thì là chúng ta có lẽ cho họ nhạc tức mà trong năm mới, trong phút năm thì chúng ta nhớ đến mẹ. Trong đời sống của tin chúng ta có nhiều vấn đề khó khăn này, không chúng ta chạy đến mẹ, cái này thắng được mẹ không bỏ mẹ, chúng ta dặn như thế này, chúng ta tôn vinh được mẹ. Thứ nhất, thứ hai chúng ta cầu nguyện cho hai cha trong nhà dòng cũng là thầy của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta cầu nguyện cho bản thân chúng ta, cầu nguyện cho gia đình chúng ta sống trước hết có tình yêu mấy nước mẹ, thứ hai là từ đó chúng ta vui cái muốn được tin lòng mê và niềm hy vọng khi tôi giáo đời sống của đời này để mà chúng ta cao đạo dạy cho chúng ta truyền giáo. Xin Chúa tha tội chúng ta. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn,
Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa từ. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Sứ ở một sứ ở Bảo Lộc, sứ Thanh Tâm, Lộc Tiến, ngài xin Đức Cha cho vào dòng. Cũng năm đó ngài được gửi sang Pháp học hoàng làm nhà tộc, rồi học thêm về tâm lý xã hội cái gì đó. Năm 62 ngài về, tôi cũng tiếp ngài khi ngài bước chân về lại Việt Nam. Và một năm sau thì ngài mở cái đệ tử cái tiểu trung viện ở ngay Đà Lạt, ngay cái chỗ này tạm biệt. Còn cha Rô Cô, xưa kia ngài là hiệu trưởng trường Trí Đức bên cạnh nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, bây giờ nhà nước lấy rồi gọi là trường Quang Trung đó, thì ngài
vào dòng năm 64, cũng sang Pháp 3 năm, rồi trở về coi tôi hồi đó còn làm thầy đó. Ngài đi cải tạo từ Tam Hiệp mười mấy năm đó, đã qua đời. Bây giờ mộ của Ngài chôn ở Túc Trưng. Năm 91, lần đầu tiên tôi sang Pháp ở nhà mẹ Paris, thì cha Trang sau khi đi di tản 75 sang Mỹ, rồi sang Canada, rồi nhà dòng gọi về Pháp, thì tôi có gặp Ngài. Còn nhớ cũng những ngày đầu năm này, trước khi trở về Việt Nam, Ngài còn đến phòng tôi, cha Trang gửi cái phong bì ý lễ trước khi đi. Rồi đúng năm sau, cái mùng một Tết là Tết Tây là Ngài qua đời đó. Hôm nay ngày đầu năm chúng ta mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một cái tước hiệu cao quý nhất con người không thể tưởng tượng được, bởi vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa thật. Cho nên công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nó gắn liền với tín điều Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Tuy nhiên, mừng lễ Mẹ Thiên Chúa không phải chỉ là cái dịp để chúng ta ca tụng Mẹ, chúng ta cầu khấn Mẹ vì quyền năng của Mẹ, vì cái vinh dự của Mẹ. Công đồng Vatican thứ hai còn dạy chúng ta là phải biết nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ, rồi lấy tình con thảo mà yêu mến Mẹ, noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Tôi như vừa nãy cha bề trên cũng nói là chuyên môn đi dạy thần học cho các đại chủng viện, mà dạy chuyên về môn thánh mẫu học này. Nên tôi thấy rõ trong đời sống người Kitô hữu mà không có bóng dáng, không có chỗ đứng đặc biệt cho Đức Mẹ, chắc chắn là mình đã đi sai lạc với lại lời của Chúa dạy rồi. Tại vì Chúa đặt Đức Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Thế nhưng noi gương Mẹ, làm sao mà bắt chước Mẹ là Mẹ Đức Kitô, Mẹ Thiên Chúa được, bó tay không được. Đúng, về mặt thể lý, thể chất không được, chỉ có một mình Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà về mặt thiêng liêng thì phải được các thánh, đa số các thánh lớn đều khẳng định Đức Mẹ là hình ảnh của giáo hội, Đức Mẹ là mẫu gương, là khuôn mẫu của giáo hội. Những gì nói về Đức Mẹ được thì nói về giáo hội được. Nói về giáo hội được thì nói về mỗi một người Kitô hữu được. Nên tôi còn nhớ ở trong phúc âm có ai nói kìa thầy, mẹ thầy và anh em thầy đang tìm thầy. Chúa nói ai là mẹ tôi, anh em tôi? Tất cả những ai nghe và thực thi lời Chúa trở nên mẹ và anh em của Chúa Giêsu. Như vậy là chúng ta cũng có thể trở nên người thân thích với Chúa Giêsu, là mẹ và anh em của Chúa. Bằng cách nào? Lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa. Để hiểu cái điều này, chúng ta nên nhớ trước khi Đức Mẹ sinh Chúa thì Đức Mẹ đã kêu mang Chúa. Kêu mang Chúa bằng lòng tin, nói lời xin vâng, thì khi đó Chúa mới nhập thể, nhập vào lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ mới thụ thai, đó là thời gian kêu mang. Rồi sau đó là 9 tháng lâu là sinh hạ, chúng ta mới mừng tuần trước lễ Chúa Giáng sinh. Kêu mang rồi sinh hạ. Thế thì về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần, chúng ta cũng thấy có cái mặt đó. Trước hết nói về mặt thể lý nhé, xin lỗi các bà, các cô
có gia đình thì biết rõ lắm. Mình thụ thai xong sau 9 tháng 10 ngày cỡ đó sinh hạ, kêu mang, thụ thai kêu mang rồi sinh ra. Thì chúng ta đôi khi cũng mang thai đó, thế là kêu mang những cái tư tưởng đẹp, muốn làm cái việc này việc tốt cho người này người kia, làm việc bác ái từ thiện vân vân, nhưng mà nó chỉ được vài ba bữa thôi, tụt cái tan tành cả còn gì hết, sảy thai rồi, hết lần này đến lần khác sảy thai liên tục tì như vậy, sảy thai hay là phá thai còn tệ hơn nữa. Cũng có những người làm những cái việc có thể nói là khách quan là tốt thật, làm nhiều lắm nhưng mà lại không kêu mang, tức là không có nuôi dưỡng cái điều đó tận trong lòng của mình, để rồi từ cái ý định tốt, làm việc tốt vì lòng mến, vì đức tin, phát ra những cái việc lành phúc đức tốt đẹp, thì có việc đó mà lại không có kiêu mang, không có đức tin. Cũng như về mặt tự nhiên bây giờ anh chị em có biết không, có những người không có kiêu mang mà họ muốn có con, họ cấy thai ở trong một cái ống nghiệm rồi gửi người này người kia mang dùng, gì đó đẻ mướn đẻ thuê đó. Tên nó gọi là GPA, gestation pour autrui, mang thai cho người khác và sinh con. Rồi đứa con nó ra không biết nó có phải là con của mình hay là con của người kia nữa. Tuy là của mình đó nhưng mà người khác mang hộ, nó ngại đẻ, không muốn. Từ cái chỗ này tôi muốn đưa anh chị em tới suy nghĩ về linh đạo Vinh Sơn, cái tinh thần Vinh Sơn. Trước hết, năm nay gia đình, đại gia đình Vinh Sơn, các anh chị em cựu Vinh Sơn cũng nên biết cái điều này. Năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 400 năm Ngài đã khám phá ra vào tháng Giêng này, tháng Giêng năm 1617, năm nay 2017 là đúng 400 năm. Ngài khám phá ra cảnh nghèo nàn về mặt tinh thần đạo đức của dân miền quê nước Pháp, chả biết gì về đạo ấy. Nhiều người đi xưng tội, giấu tội, rước lễ, thoải mái chả gì hết. Đó. Cho nên Ngài mới có ý định 8 năm sau đó lập ra cái tu hội truyền giáo để đi đến miền quê, không có làm việc ở các thành phố lớn, để giảng dạy, dạy giáo lý, giải tội cho những người dân quê nghèo nèn nàn rốt nát. Rồi tháng 8 năm đó Ngài đến một cái xứ khác, lại chứng kiến cái cảnh người bệnh chả ai chăm sóc, cứ nằm la liệt cả nhà như vậy. Ngài đã lập ra cái hội các bà bác ái cũng năm 1617 vào tháng 8. Cho nên năm nay đúng là năm kỷ niệm 400 năm khi cái linh đạo Vinh Sơn, cái đoàn sủng Vinh Sơn này. Tôi xin tóm tắt những cái đặc tính chính của cái linh đạo, tức là con đường thiêng liêng mà Thánh Vinh Sơn đã vạch ra. Điểm thứ nhất, lòng thương xót, thấy người ta đau khổ thì mũi lòng cảm thương với họ. Thánh Vinh Sơn có một lời thấm thía: sao thấy người ta đau khổ, thấy người ta bệnh tật có mà mình không mình cứ dưỡng dưng tưởng tỉnh khô vậy, không có động lòng. Tôi nói còn tệ hơn là con vật. Thánh Minh Sơn nói như vậy đó. Cho nên phải có lòng cảm thương đối với những người nghèo khổ. Thực tiễn nghĩa là không phải có tư tưởng, tâm tình, tình cảm sốt sắng là đủ rồi, nó phải biến thành hành động đó. Từ tình yêu cảm tính biến thành tình yêu thiết thực. Tình yêu thiết thực là thế nào? Anh Vinh Sơn nói: anh em chúng ta hãy yêu mến Chúa với sức lực của đôi cánh tay và mồ hôi nhễ nhãi trên trán, bằng việc làm cho dù phải trả giá, phải mệt nhọc, phải hy sinh. Đó là linh đạo Vinh Sơn.
là một cái nhìn đức tin dựa trên tin mừng. Đó. Nếu chúng ta đọc tin mừng, đọc phúc âm thì thấy rõ Chúa Giêsu nói cho người khác, người nghèo một bát nước là cho chính Chúa họ. Chia sẻ, tâm sự, nói năng, biết hoàn cảnh của họ, biết gia đình của họ, hơn là chỉ gửi cái xin lỗi tôi vẫn hay là cái nhóm bác ái Osana của tôi đó, tới quăng một cái gói quà rồi đi, rồi bị mũi đi, không dám nào là người ta. Như vậy không phải là bác ái Minh Sơn. Minh Sơn phải gặp gỡ, nói chuyện, đối thoại, thông cảm như vậy. Và nét cuối cùng là làm việc hợp tác với nhau, có sự cộng tác. Đó, ở đây hôm nay tôi rất vui thấy một cái đoàn công hợp hơn 200 người như vậy. Nếu chúng ta hiệp lực với nhau, bảo đảm chúng ta có thể làm được nhiều việc rất là ích lợi. Anh chị em thì cần hỏi han các cái có hiệu quả, chứ không phải là đạo chỉ có giới hạn ở trong nhà thờ mà thôi. Cho nên lời cầu chúc và ước ao cuối cùng của tôi là mong sao mỗi cuộc họp mặt của Hội Kiều Minh Sơn không chỉ giới hạn ở cái việc vào với nhau trao đổi tán gẫu một hồi dường thánh lễ, đánh chén một bữa rồi ra về amen chấm hết, như vậy thì rất đáng tiếc. Cố gắng làm sao để chúng ta có thể cùng nắm tay nhau cùng với các cha các tu sĩ Minh Sơn để làm một cái công việc gì hữu ích cho những người nghèo khổ là hiện thân của Chúa, thì đó là cái điều tốt đẹp vô cùng và đẹp lòng Chúa vô cùng. Amen. Anh chị em thân mến, ngày đầu năm dương lịch chúng ta cử hành thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được yên ổn và cho chúng ta được sống bình an. Cùng với mẹ chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin của chúng ta. Xin hãy dùng con như cái cụ bình an của Chúa. Xin cho các mục tư trong hội thánh trở nên xứng đáng là sứ giả tin mừng bình an của Chúa bằng đời sống chiêm niệm, yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin Chúa chúng con. Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống theo lương tâm ngay chính và ý thức trách nhiệm của mình để xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Họ gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Xin cho các gia đình đang bất thuần, bất hòa biết nói gương thánh giá, can đảm từ bỏ ý riêng và quan đại hy sinh cho nhau để gia đình tìm lại sự hiệp nhất và bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin cho mỗi người chúng ta biết năng suy gẫm và sống lời Chúa, để Chúa luôn hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì nhờ Đức Mẹ nguyện cầu, xin Chúa ban cho chúng con trước hết xin Chúa tha tội lỗi cho hai con cái của cha là linh mục Luco và linh mục Giuse. Xin Chúa ban ơn lành cho chúng con có hội họp nơi đây, cử hành thánh lễ nơi đây, tất cả các cựu viên học sinh chúng sinh trong tu hội Vinh Sơn học vào ngày hôm nay, ơn lành của bản thân cho gia đình. Xin cho con cái được bình an học hành tháng tới. Xin cho việc gặp gỡ của chúng con, việc giao tiếp chúng con xin ơn đức
trong cuộc sống này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện học mình chịu khổ hình người cầm lấy băng ta ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và những người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thiên Chúa đã đăng xóa tội trần gian, cứu chai được mạnh dự việc nhiên Thiên Chúa.
giáo xứ Đa Hoa và Vi Trang hiện diện. Con xin thay lời cho tất cả các anh em cựu học sinh Vi Trang Cao Điểm được nói lên lời cảm ơn sâu xa và chân thành của chúng con đến ngày hôm nay. Kính thưa cha, cũng như bà nói niềm ao ước chúng con được trở về cũng như một cuộc hành hương lên trong đến đất thánh là nơi cha thành tổ tận bóng từ đây. Chúng con là những đứa con kia là cha đà của do cha bằng thưa cha đi đến đó để gieo trồng ở vùng đất Tam Hiệp xa xôi, hẹn nay nay trở về nơi đất tổ. Trong điều ao ước đã được bố mấy lâu nay đã được thực hiện, dù rằng sự hiện diện của chúng con ngày hôm nay thật sự sự đón tiếp của cha cũng như là được cha giám đốc và cha quản lý hỗ trợ rất nhiều và được cha giám đốc ở đây đón tiếp chúng con, nó nhiều cái thật sự chúng con nghĩ nó ngoài sự mong đợi của chúng con đấy. Chúng con đến đây thật sự có ngày đấy quấy quả các cha rất nhiều, nhưng mà được sự đón tiếp của các cha rất các thầy trở trong tu viện ở trong học viện này một cách làm cho chúng tôi làm cho chúng con ấy quên đi cái sự đến đây quấy rầy của các cha. Đôi khi chúng con có thể lạm dụng, chúng con nghĩ là thôi trở về chỗ người nhà, cho nên có thể có những cái rất nhiều cha viện giám đốc và các thầy có việc chúng con, nhưng chúng con cũng tha chữ thôi, lâu lâu chúng con quấy quả một lần, và cái đó là vì cha vị chính đã cho phép chúng con đúng không? Thì thôi chúng con mong muốn như vậy. Thì qua những lời như vậy, con xin thay lời cho tất cả anh chị em sự hiện diện không phải là cựu học sinh chủ viện là những người đi tu, nhưng chúng con là những người đã là học sinh thôi và có những dự tu là con là dự tu, nhưng sau đó lại đi ra và đến giờ phút này thì con 2-3 nữa. Nhưng nếu mà con nói với cha ở trên ấy, là chúng con cái lúc con của chúng con ấy thì thôi nó cũng đã lớn rồi, mà bây giờ thì có đứa đã lấy chồng với vợ rồi, thì thôi chúng con hứa qua những lời cha vừa cho chúng con biết về vấn đề tôn ti hoặc là các nguyên tắc của trong dòng, chúng con càng hiểu sâu về đến đây thì cha lại vừa cho chúng con biết tất cả những về cội nguồn của từ cha này rồi các cái sinh hoạt của tu hội, thì chúng con nắm được những cái đó thì con hứa với cha là chúng con sẽ về truyền bá lại cho đến các cháu hay người hàng xóm là cái người xung quanh của chúng con biết về Vi Trang và kêu gọi nếu có những mầm mống ơi họ và xin giới thiệu đến tu viện của chúng ta. Đó chính là con các con xin chào hứa vì có thể nói là với xã hội nên tụi con cũng sẽ truyền bá cho Vi Trang. Thì thật sự cũng như câu nói chúng con luôn luôn lúc nào cũng thể hiện cho các con những chia sẻ. Thì chúng con sống làm sao á thì mấy con chúng con cũng đã biết. Thì chúng con vẫn tự hào là Vi Trang, thì mình có một cái không tôn chỉ thì chúng con sẽ hướng dẫn con trong mỗi trường Vi Sơn. Xin đó là những lời thật tình của chúng con, xin cảm ơn Vi Trang. Quý thầy cũng đến đây tiệm tử trong những ngày hôm nay của chúng con. Đó, một lần nữa con xin đại diện cho tất cả anh chị em Vi Trang Tam Điểm đó, nói cảm ơn cha về trên đường đấy, cha quản lý, cha thư ký, cha giám đốc học viện, cha chánh xứ giáo sư tại nơi và Vi Trang. Con xin một lần nữa con xin cha là thầy học viện. Anh
trưởng, hành trưởng, tức trưởng đoàn đó là các bạn cảm ơn nhà chồng, thực sự nhà chồng cũng cảm ơn lại anh chị em, là vì anh chị em đến đây đó có vài gọi là phiền toái, cái đó không quan trọng, nhưng mà là cái này khác mang cái một bầu khí từ phương xa tới vui tươi phấn khởi này cái kia này, nó giúp cho chúng tôi nhiều lắm chứ bà, phải không nè? Tôi chỉ cứ là đồng đồng như vậy. Điều tiếp theo tôi muốn nói cho nó lại thôi, như hồi nãy trang sách nói về gì ra không nói đó, ở trong truyền thống của nhà dòng á, cựu chúng sinh hay là học trò của nhà dòng trên 15 ngày thôi đều thuộc về thành viên của nhà dòng, cho nên anh chị em đó, chắc đây nhiều người đã trên 15 ngày rồi, 20 ngày, nửa tháng, 12, 3 năm học trò này kia, anh chị em quên ở đây như là nhà của anh chị em. Mà không phải ở đây, đi đâu phải có nhà Vinh Sơn, anh chị em cứ tôi là Vinh Sơn, cứ mà trong đầu ở đây có chuyện đấy. Điều tiếp theo là cái này tôi nói hơi cá nhân chút, nhưng mà thôi cũng tâm sự, gọi là cái chỗ người nhà người ta tâm sự. Các bạn ở dưới hôm nay biết tôi là học trò mấy phe, chứ tôi là Đông Minh, tôi có những cái bạn dòng tên hồi tôi muốn đi tu rủ tôi đi nhiều lắm, đặc biệt dòng phe không phe căng lắm, muốn tôi đi tu phe, nhưng mà cuối cùng á tôi nói thì cha là thưa phe con không muốn đi tu phe. Ông có thích cái gì dạ, đi truyền giáo, đi tu với trầm truyền giáo nè, tôi có ý mà miền Trung thì hồi đó tôi đã quen với cha Trang rồi, cho nên ngài dẫn xuống thì tôi vào đây. Tôi không dám nói rằng tôi đi cái dòng này là đúng đắn nhất, bởi vì thêm có hữu nhiều dòng đó, nhưng mà tôi đi cái dòng này là đúng ý của tôi là truyền giáo. Nhưng mà thật sự ra cuối cùng có thể nói rằng đây là cái dòng Đức Cha Đề nói rằng những cái dòng này là những cái dòng nó gọi là chính hiệu nay vàng của giáo hội, có nghĩa là truyền giáo. Đấy. Thì bây giờ là cái vấn đề mà chúng ta con cái chúng sơn niệm văn là chúng ta có lẽ là chúng ta mang nhãn hiệu chính cái gì đó chính nay vàng nha, đi con đường đó có cái là đẹp lòng Chúa chứ không có sợ gì hết. Tư tưởng tiếp theo, tư tưởng này ngay như hồi nãy cha chưa ra chia sẻ, thật sự đó tôi cũng gợi ý đó, nếu chúng ta là công giáo người duy nhất đạo chúng ta lễ lại chúng ta đủ thứ gì hết, nhưng mà chỉ có thế thôi chưa đủ. Vì vậy mà giáo hội kêu của các nhà dòng, những đoàn thể của nhà dòng ơi cha kêu không được, cha kêu có lo vấn đề đó rồi là một vụ hết nhà giờ thôi, tôi thấy một cha mà lo 4-5 ngàn người sao lo nổi, cho nên có được truyền giáo là vấn đề của nhà dòng và của những gia đình thuộc của nhà dòng. Và hiện bây giờ giáo hội thể hiện qua cái hoàng giông đó, bên đó là Facebook đó, ngày là gốc dòng tiên và tinh thần sống là Francisco, mà việc làm là việc làm của mình sạch tu sĩ năm nữa giống như giáo dân ra đi khỏi cái tiện nghi của mình, khỏi quen thuộc của mình, khỏi cái phòng của mình để mà đem lời Chúa cho người khác, đặc biệt là người chưa biết Chúa. Đấy, chúng ta suy nghĩ nãy cha Di Đà cũng nói đó, nhà dòng hiện giờ cũng sinh cũng nhiều chỗ đó và cách này khác, anh chị em ở đâu cũng có thể có cơ sở mình sinh thì chúng ta góp tay cái gì để chúng ta mang lời Chúa tới cho người khác, là chúng ta đi dứt khoát đúng đường và chúng ta được nhiều phúc lành của Chúa ban cho. Xin cảm ơn nhé. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Mẹ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại, xin ngài đoái thương cho anh chị em được nên phong phú nhờ phúc lành của ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đáng được lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ tại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc và niềm vui thiêng liêng và phần thưởng lớn lao trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống
đây anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Sau bài kinh lễ xong, con kính mời quý cha và cộng đoàn chúng ta vui lòng xuống ở dưới chỗ hàng đá, cái sân khấu đó, để chúng ta lưu lại cái hình kỷ niệm chung. Cho không phục vụ là quên mình, phục vụ là cho.
đã quên hát một bản nữa. Bây giờ con lên hát rồi các chàng. Điều luôn phải không? À, có một bài hát mà Trần Thanh Tú là tâm đắc lắm. Đó là bản nhạc có chủ đề là Cùng Ngày Lao Nhập. À, có một cái câu như vậy: đêm có khi con nằm trằn trọc không chợp mắt, nhiều người thân đau yếu con muốn khóc cho thân phận con. Đêm có khi con nằm trằn trọc không chợp mắt, nhìn ngày mai tăm tối con muốn khóc cho thân phận mình. Đó là bản nhạc có tựa đề Chống Chân Trong Tình Sự Kiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sáng mưa bay, thành phố như mơ.